Cả gia đình anh Nguyễn Văn Linh, Hà Nội đều mắc COVID-19. Mặc dù các thành viên đều ở mức độ nhẹ, chỉ có triệu chứng như cảm cúm, sốt nhẹ, nhưng anh Linh đã tự ý mua thuốc kháng virus trên mạng về điều trị cho cả gia đình. Tôi cũng đã đặt hàng và mua của các bạn ấy để bổ sung sức khỏe và sức đề kháng cho tất cả các thành viên trong gia đình nhà mình với số tiền khoảng gần 10 triệu. Tính ra anh Linh đã tốn gần chục triệu đồng để tự mua các loại thuốc điều trị COVID-19. Không riêng anh Linh, anh Vương Quốc Cảnh, một bệnh nhân COVID-19 cũng cho biết, khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, anh đã tự mua thuốc kháng virus bên ngoài về để uống. Tôi nghe một số bạn bè với lại anh em cùng cơ quan mách tôi phải mua một số loại thuốc, thuốc này thuốc kia thì tôi có ra với hiệu thuốc tôi mua được một số thuốc như cái thuốc tôi đang cầm trên tay này chẳng hạn. Theo nhận định của chuyên gia, trước tình hình số ca mắc COVID-19 cộng đồng cao như hiện nay thì nhu cầu mua thuốc càng tăng. Nhiều gia đình đã chuẩn bị sẵn tủ thuốc tại gia gồm các thuốc thông thường như giảm sốt, ho, vitamin, xuyên tâm liên, xịt mũi, họng, kit test nhanh. Đặc biệt, nhiều gia đình đã dự trữ thuốc kháng đông, kháng viêm, nhất là thuốc kháng virus của nước ngoài. Bệnh nhân mà tự kê đơn cho mình hoặc là nghe những cái thông tin ở trên mạng vân vân mà điều trị là rất không nên. Còn cái góc độ thứ hai là khi mà nói về cái chuyện cái nguồn thuốc và cách bán thuốc ở các cửa hàng thì nếu một người mà từ ra từ kê đơn đấy này, tức là từ nghị này xong để ra mua cái thuốc đấy thì cái nguồn thuốc ấy rất dễ là không được quản lý, mà nhất là đó là cái nguồn thuốc mà bán trên mạng mà nói rằng đây là thuốc xếp tay đồ nữa thì là càng nguy hiểm, là vì cái nguồn gốc xuất xứ của thuốc là không được kiểm chứng. Chữa COVID thì chỉ có nhiều thuốc, nhưng mà trong đó kháng virus rồi là tùy theo mức độ, có nhiều thuốc lắm. Trên mạng nó bảo là thuốc chữa COVID thì nó cũng chuẩn lắm, nó không tất cả các thuốc rồi phải kê đơn của bác sĩ. Để đảm bảo việc người bệnh dễ dàng tiếp cận với các thuốc kháng virus điều trị COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc tăng cao những ngày gần đây, đồng thời đảm bảo kiểm soát chặt chẽ theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Bộ Y tế vừa đề xuất Ban Chỉ đạo Quốc gia điều chỉnh quy định cho phép người phụ trách chuyên môn về dược tại nhà thuốc, quầy thuốc được kê đơn cho bệnh nhân hoặc người mua thuốc Monopiravir điều trị COVID-19.